thưa vị đại biểu, hôm nay được sự thống nhất của lãnh đạo địa phương, lãnh đạo Caritas tổ chức hội nghị hội thảo trình bày đánh giá kết quả cuối kỳ của dự án sinh kế bền vững xã An Phú. Cái đời sống của nhân dân tôi ngày xưa này, khổ. Kiếm được con cá về thì có cái ăn, mà không kiếm được con cá thì là đói bụng. Có thể có nhà chỉ đói nó tầm 7-8 tháng, còn bình thường thì cũng phải đói 3-4 tháng. Ngày xưa là nó không có vùng, có đê cho nên là dân làm chỉ cấy được một mùa thôi. Một vụ đấy thì chỉ được ăn được độ 4-5 tháng thôi ạ. Còn vẫn thiếu ăn một nửa năm ạ. Xã An Phú là một cái xã nằm trong một cái lòng chảo của cái vùng phân lũ. Thế hàng năm thì đều bị ngập lụt. Lũ lên rất là nhanh, xong là bắt đầu tất cả dân làng là hô nhau đi ra đi gặt, thì đi ra gặt là trước thì còn nhìn thấy cổ bông lúa này, xong về sau là nước cứ nhìn ra bờ vùng là bốn bề vùng mới chảy vào, cứ cuồn cuộn mới tràn vùng mới chảy vào, xong vỡ vùng mới chảy vào, thế là gặt chỉ được một lúc xong bắt đầu nó ngập sâu quá, thế là bỏ cả lúa để về chứ không gặt nổi nữa. Thế xong bắt đầu là đến tầm của đến chiều là nó tràn phẳng lặng như một cái biển luôn. Chúng tôi chỉ có cái nhà tranh vách nát, tức là người ta chát bằng cái rơm rạ, người ta lấy bùn mới nhào ra người ta chát vào vách. Rồi mưa độ vài ba ngày là đi phải sắn quần để đầu gối, xe cộ nó không đi được. Sức khỏe y tế lúc bấy giờ chỉ qua qua thôi chứ nó chưa sát sao lắm. Đói bụng là dân khổ, cháu con cháu thất học rất nhiều. Tại ở đây chúng tôi đã trình bày với Caritas thị xứ thì xem xét mà quả thật nó là như thế, cho nên quyết định cho xây cái cầu này. Rồi đến nữa cũng lại cho tiếp là xây cái hai được hai căn phòng máy băng cho học sinh học. And we started working in probably the five poorest villages in this poorest commune of Hatay. And certainly one of the interesting things about it for us when we started was we were using what was called the sustainable livelihoods approach. In the year 2000, it was a new approach. Instead of focusing on the negative aspect, that was the poverty, it focused on the sustainable livelihoods and the assets that people already had. Caritas Thụy Sĩ bắt đầu làm việc An Phú từ năm 1996 và sau 15 năm thì chúng tôi đã tiến hành hai cái đánh giá. Một là đánh giá cuối kỳ giai đoạn 2 và hai là đánh giá tác động so sánh giữa năm 2010 và năm 1996. Nhận định chung của cấp thôn, cấp xã, cấp huyện qua cuộc đánh giá là đời sống của người dân xã An Phú đã thay đổi một cách cơ bản. Thì chúng tôi đã hoàn thành được một cái vùng tân tạo, một cái vùng coi như là cơi cát. Thế nên cái vùng ấy thì coi như là đã khép kín rồi. Từ cái đó không có bị ảnh hưởng ngập tiểu mãn nữa thì thu nhập vụ cho đầu người. Thì nếu tính lại chúng tôi đặt vào khoảng 3 tấn vụ. Thế cái thứ hai đầu tư chúng tôi được một cái trạm bơm trị giá vào khoảng 400 triệu để tưới phục vụ cho gần 100 hectare của cái vùng trong này. Những năm trước đây thì cái vụ chiêm ấy là thường bị ngập mà có thể năm cái lũ tiểu mãn nó lớn là bị ngập mất trắng. Cho nên là từ khi có đê vùng trạm bơm thì như vậy yên tâm là cái vụ chiêm lán chắc. Căn cứ vào cái quy hoạch trước của như vậy Caritas thì chúng tôi cũng đã thực hiện hết toàn bộ cái hệ thống mương nội đồng thì đến nay phục vụ sản xuất rất là tốt. Từ ngày có đê đến giờ là chúng tôi cấy được hai mùa, chúng tôi đã trồng được cây vụ đậu tương, chúng tôi cũng thêm cái thu nhập thêm thì chúng tôi cũng đỡ nghèo hơn ngày xưa. Cái nữa là cho chúng tôi được hai cái đường dây, một là cái đường cao thế,
hai là cái đường hạ thế, tức là dài 50 cây số. Thế đến nay là cũng đưa tất cả điện xuống, từ cái đường ngang ngõ hẻm đều có ánh sáng cả. Qua cái hoạt động sinh kế như thế này thì nhiều gia đình đã sắm sửa được những cái vật dụng tối thiểu trong nhà, từ cái nồi niêu xoong chảo bát đĩa, cái chăn, cái màn, và cao hơn là họ đã dành được một cái tỷ lệ nhất định là tiền học, chi phí tiền học cho con. Đây là vấn đề rất quan trọng trong một cái dự án. Nó thay đổi hoàn toàn nhận thức của một cộng đồng, từ trước chỉ lo ăn mà bây giờ đã lo để mà học hành. Và họ nói với tôi rằng là chỉ có học thì mới có thể thoát nghèo. Trước kia ấy thì chỉ đọc hết cấp 1 là thôi nghỉ. Bây giờ có các cháu đã có một số các cháu đi đại học rồi. Thế rồi lại có các cháu học cấp 3 ở bên này thì nhiều lắm rồi. Thời gian vừa qua thì những cái nơi đặc biệt khó khăn trong xã là có đơn vị Đồng Chiêm và Nam Hưng Bắc Sơn. Chương trình cũng đã hỗ trợ đối với cái chương trình y tế cộng đồng. Thì là xây cho xã An Phú là hai cái phân trạm. Một là cái phân trạm của thôn Nam Hưng Bắc Sơn đây. Hai nữa là cái phân trạm của thôn Đồng Chiêm. Phối kết hợp với cùng ngân sách của dự án cũng như là của địa phương xây dựng một cái quầy dịch vụ tư vấn chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đấy, trong những năm gần đây có hiệu quả, được cán bộ và nhân dân rất là đồng tình ủng hộ. Đấy, đặc biệt là cái việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ sơ sinh và đối với phụ nữ mang thai hiện nay. Bắt đầu là thực hiện cái chương trình tiết kiệm điện dự, thì chúng tôi cũng lại tuần tự bầu ra được, tức là chọn các cái năm cái thôn nghèo nhất đấy là được tham gia dự án đầu tiên đấy, thì chúng tôi sẽ cũng tập huấn cho chị em là trong cái ban chấp hành của phụ nữ ở cái thôn đấy. Thế sau đó là chị em về để lựa chọn những người có đủ các cái điều kiện để tham gia vào cái nhóm gọi là nhóm tiết kiệm tiền dụng. Gửi vào mỗi một tuần là người ta đi sinh hoạt nhóm, trao đổi với nhau cái kinh nghiệm làm ăn, rồi trao đổi với nhau những cái kinh nghiệm mới là nuôi dạy con cái, rồi cái kinh nghiệm mới là chăm sóc gia đình. Vì vậy mà đời sống kinh tế của chị em nhìn chung trong toàn xã, lúc bây giờ nhìn chung trong năm thôn ấy là được phát triển rất là rõ rệt. Quỹ tín dụng đấy từ năm bác nghỉ ấy, thì phát triển sang 8 thôn còn lại là 13 thôn trong toàn xã, bây giờ vẫn đang thực hiện. 2006 bác nghỉ là có 340 thành viên, thế và tới bây giờ là 760 thành viên. Thế và chị em thì cũng rất là phấn khởi bởi vì vòng vay bây giờ cũng rất là cao hơn trước. Vốn của mình đến bây giờ là bao nhiêu rồi? Vốn của mình bây giờ là tổng tài sản rồi là 1.8 tỷ. 1.8 tỷ. Vâng. Lúc bây giờ đầu tiên là có 500 thôi. Vâng. Tức là vốn phát triển rất là nhanh đúng không? Vâng. Từ khi được vay vốn của Caritas thì gia đình tôi cũng được vay một suất là từ lúc 500 đến bây giờ là tôi được vay lên 3 triệu. Thì trong cái 3 triệu ấy thì đến giờ này là gia đình tôi sẽ mua 3 con lợn giống. Đến nay tôi lại gây được 3 con lợn nái. Thì giờ này là đã ba mẹ nái, bây giờ hiện tại là tôi mỗi năm là tôi được bán 6 lứa lợn con. Thì năm bắt đầu năm 2001 đấy thì tôi đã tổ chức ở dưới các thôn tổ chức thành các cái nhóm phát triển cộng đồng dưới thôn, mà chọn được 5 thôn thực hiện dự án đầu tiên. Thế tập huấn xong thì mọi người ta đều thấu hiểu, biết được cái cách chăm sóc châu bò như thế nào, rồi cách làm chuồng trại như thế nào. Thế bắt đầu là cái cách chọn châu bò như thế nào. Thế từ đó thì chúng tôi sẽ đi mua châu bò cùng với nhóm phát triển cộng đồng và các hộ gia đình được mua châu bò đấy, đi mua được 20 con châu bò cho Đồng Chiêm đầu tiên. Thì trong đó là có nhiều cái hộ là phụ nữ gọi là phụ nữ làm chủ đấy. Thì từ khi tôi được chăn bò thì tôi cũng thêm được cái lượng phân để tôi bón ruộng và trồng màu. Bây giờ là con bò bây giờ là đang mang bầu thì tôi
nuôi cho nó đẻ xong sân miêng đi rồi là mẹ tròn con vuông, xong đến khi mà hết tháng trăm thì là lại đến lượt của người khác thì tôi lại mang trả bò mẹ. Ngoài ra còn sử dụng hợp lý tài nguyên. Chúng ta vẫn sử dụng rất là nhiều vào một cái thói quen cố hữu là chúng ta sử dụng phân hóa học. Đất thì chật mà sử dụng mãi phân hóa học cảm giác là năng suất lúa lên, nhưng nếu không sử dụng phân hóa học nữa thì đất sẽ chết dần chết mòn. Thì bây giờ dự án tạo điều kiện cho họ một cái mô hình, tức là làm phân vi sinh, kết quả thu được rất là khả quan là hơn 2.000 tấn phân được sản xuất. Câu lạc bộ anh em của chúng tôi hoạt động ấy, thì mục tiêu của nó là làm công tác tuyên truyền khoa học thuật và chủ yếu là làm công tác phòng trừ dịch bệnh tổng hợp trên đồng ruộng. Thực tế của cái câu lạc bộ này nói chung là nó mang lại rất nhiều lợi ích. Thứ nhất là tuyên truyền vận động bà con đã áp dụng được cái khoa học kỹ thuật mà đầu tiên là các câu lạc bộ thành viên là làm. Thế thực tế người ta nhìn thấy các cái chương trình của các IVM là bây giờ nói chung là đưa vào sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là cây lúa, có nhiều tiến bộ so với ngày xưa. Từ năm 2004 thì khi tôi làm chi hội trưởng phụ nữ thì tôi cũng đi họp, thì dự án họp thì chúng tôi là được đi tập huấn rất là nhiều lần. Thì trong khi đấy là chương trình có hỏi chúng tôi là bây giờ các chị phụ nữ thì các chị cần những gì, thì tôi cũng đề nghị với chương trình là chị em chúng tôi là không có nghề phụ, chỉ có ngoài nông nghiệp ra là không có một cái nghề gì nên kinh tế thu nhập nó cũng rất là gặp nhiều khó khăn. Thì sau khi đó thì chương trình cũng qua là đi khảo sát để tìm tòi thấy cái địa phương chúng tôi là cái nguyên liệu rơm rác là rất là nhiều. Thế xong rồi là cho chúng tôi đi học cái nghề nấm. Làm cái nấm này thì cái nguyên vật liệu là mình tự lo được rồi. Thế chỉ có mất tiền mua giống, mua vốn thôi, còn cái công mình bỏ ra thì từ đầu thì chương trình cũng tài trợ cho chúng tôi là giống này. Thế rồi là dụng cụ để làm nấm. Thế hỗ trợ cả lán trại. Không dám nói ai xa lạ nhưng mà riêng gia đình nhà tôi là tôi cũng cảm thấy là mỗi một năm là thu nhập nếu mà so với cấy lúa của hai vụ là nhiều hơn là hai vụ cấy lúa. Năm nay tôi dự kiến được khoảng tầm 25 đến 30 triệu tiền nấm. Thì văn phòng Caritas cũng cho vay để hỗ trợ để thành lập cái nhóm nuôi ong, thì chúng tôi vào cái nhóm sở thích, thế là tự nguyện vào. Vào thì làm thấy nó hiệu quả cao thì chúng tôi duy trì. Ban đầu là chúng tôi cái chương trình Caritas này đã hỗ trợ cho chúng tôi vay vốn, mỗi người được vay là 4 thùng ong. Đấy, cho tôi một chuyến đi tham quan mô hình ong trung ương. Thì chúng tôi về thì kiến thức đó thì chúng tôi lại càng được tăng lên. Bây giờ nguyên cái vốn ong của tôi là bây giờ cũng sắp chỉ đến 8 triệu tiền giống. I have been here 10 times at least. But no, it is 6 years since last time I was here. That's why I see the difference so clearly. So I really, really congratulate the people in the villages for what they have done and how they have really solidarity to each other. I think that the most important lessons I learned or we learned is that an integrated approach is really a good approach. We should not invest only in health but in an approach that helps everybody here, children, men, women, elders, and the second one is we have to have a good relations with the official side, with different groups in the villages, that the collaboration among them improves. But the third one is when we work somewhere, we have to work for a long time, but slowly by slowly we have to go back and leave the people improve their life by themselves, because they are strong enough to do that.